Rồi, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, hướng dẫn hoặc là có thể là chia sẻ với các bạn một số cái kỹ năng trong cái việc chúng ta thuyết trình những cái vấn đề về kỹ thuật. Thì trong trong bài ngày hôm nay thì thầy chỉ có trình bày và hướng dẫn với các bạn hoặc là trao đổi với các bạn về cái khả năng, về cái cách mình trình bày một cái slide như thế nào là hợp lý để cho chúng ta có thể báo cáo, để cho chúng ta thuyết trình hoặc ha. Thì về cơ bản á, thầy cũng không phải là một expert, một chuyên gia gì để đào tạo về cái mảng này hết, nên là thầy chỉ chia sẻ những gì mà thầy biết, thầy tổng hợp và thầy thậm chí là thầy học được hoặc là thầy trải nghiệm được cho các bạn nhé. Những người bạn coi video này thì có thể là các học trò trong các lớp dạy của thầy, bảo vệ đồ án hoặc các bạn đang làm đồ án, hoặc là các bạn sinh viên ở trong lab cơ điện tử ô tô AML. Và chúng ta sẽ đến với tinh thần của bài ngày hôm nay thì ở vấn đề là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích như thế nào là một cái bài, một chuẩn bị một cái slide hợp lý, như thế nào là được, như thế nào là không được và tại sao lại như vậy ha. Chúng ta cùng phân tích. Và cái cuối cùng á, thì cái quyết định luôn luôn nằm ở các bạn. Có nghĩa là tôi được biết như vậy đó, tôi được học như vậy đó, tôi được đọc như vậy đó, nhưng tôi làm như thế nào á, thì đó hoàn toàn thuộc vào cái quan điểm cá nhân của các bạn. Đây không phải là một cái khuôn mẫu hoặc là cái gì đó rập khuôn. Ok, vì vậy thì bài ngày hôm nay thì chúng ta cũng được xem như đó là một bài bài giảng, một bài học, chúng ta xem như một buổi chia sẻ. Ok, thì để xây dựng được cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thì thầy sẽ có hai phần chính. Thầy sẽ learn from the expert, thầy sẽ có những bài học mà chính thầy học được từ những expert. Expert ở đây có thể là một ai đó nổi tiếng ha, một ai đó có những cái kỹ năng tốt, hoặc là từ sách. Và sau đó phần thứ hai thì mình sẽ list ra những cái, tổng kết lại những cái lesson learned, những bài học để chúng ta rút ra là gì. Ok, ở đây thì thầy sẽ follow ba cái expert, expert trong dấu nháy ha. Thì cái người đầu tiên đó là thầy phó giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, thì thầy là một phó giáo sư ở bên bên Úc. Thì tình cờ tôi biết được thầy qua Facebook thôi, và thầy Tuấn có chia sẻ một cái bài về 10 cái lỗi phổ biến trình bày bằng PowerPoint, và tôi thấy đó rất là hay. Thầy Tuấn là một người có cái vị trí trong cái mảng về sinh học, y học. Ok, thì tôi không thuộc chuyên môn nó, nhưng mà tôi học được rất nhiều từ cái bài post của thầy Tuấn ở trên Facebook về cái trình bày slide. Thì ngày hôm nay tôi mượn tạm những cái bài của thầy Tuấn để tôi trình bày lại cho các bạn. Và đây là cái phần learn expert, có nghĩa là chúng ta cũng đang học lại từ cái bài chia sẻ của thầy Tuấn. Cái thứ hai á, là một cuốn sách Ryan Presenting in English của ông Peter Young. Đây là cuốn sách mà ngày xưa lúc tôi đi học á, tôi được thầy của tôi dạy về vấn đề này. Cuốn thứ ba là một cuốn sách về kỹ thuật đồ họa của kiến trúc sư, thì vô tình tôi vô nhà sách, tôi thấy hay thì tôi mua. Và cũng nó cũng vô tình là trong cuốn sách này lúc tôi mang về tôi đọc thì nó có phần nó nói về cách trình chiếu trình bày gì đó. Bạn các bạn là có thể vô nhà sách Phương Nam thì các bạn có thể kiếm được. Cuốn sách này giá là nó cũng hơi mắc một chút xíu. Ok, so với tôi nha. Mình bắt đầu từ 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 cái bài viết của thầy Tuấn ha. Mình đọc cùng cùng nhau đọc cùng nhau học. Ok, thì thầy Tuấn có chỉ ra là 10 lỗi phổ biến trình bày hay trình bày sai PowerPoint. Đầu tiên là thiếu cái main list, main slide, có nghĩa là cái phần slide ăn tiền á, key point của mình nó nằm ở đâu. Có thể một trang hoặc là phải có một vài cái slide ăn tiền. Chất lượng thông tin nghèo nàn. Ok, viết slide như viết văn bản. Ok, nghĩa là nhiều người còn đi copy những cái đoạn văn ở đâu đâu đó về bỏ lên slide và đọc lại như vậy.
các bạn dùng hoạt hình và clip art quá nhiều, Microsoft nó cho các bạn chèn những cái hoạt hình và clip art, thì đây là một trong những điều mà các bạn nên tránh. Chọn sai màu, màu gì là màu gì, contrast, màu nền, màu text hoặc là màu chữ ha, tất cả các màu sắc hoặc là màu highlight. Cái vấn đề chứ còn kiểu phông chữ, thì thầy Tuấn đang khuyến khích các bạn sử dụng cái phông chữ không chân, sans serif. Một chút nữa thì mình trong bài phía sau mình sẽ nói về như thế nào là serif và như thế nào là sans serif. Khổ chữ, khổ chữ thì tối thiểu thầy Tuấn đã nói ở đây là 15. Sai chữ đó các bạn, có quá nhiều chữ trong một slide, quý ước là n dòng n2 gì đó. Đọc slide tuyệt đối là đừng có đọc slide mà mình phải trình bày nó. Ok, nói chuyện không dính dáng gì đến slide, có là nói chuyện một câu gì đó mà nó lại không dính dáng quá nhiều đến cái nội dung hoặc là cái slide đang trình chiếu ở trên màn hình. Ok, thầy có một số demo như thế này để chuẩn bị slide tốt những cái trình chiếu, còn quan trọng hơn, thứ nhất đừng đọc slide, đừng có lạm dụng về video hình ảnh quá, cũng không đứng im mà cũng không có nhảy múa, đừng có chỉ cái phút laser lung tung ha. Mình hay có một thói quen là mình cứ phút laser mình hay ngoáy ngoáy nha, thực ra là không không nên các bạn, mình phải để gọi là để yên một chỗ ha. Chỉ vào điểm nào chứ đừng có ngoáy, bởi vì khi mình ngoáy cái mắt của mình nó sẽ nhìn theo, cái mắt của người audience á, là người ngồi dưới á, người ta sẽ nhìn theo. Đừng có nhớ nói chuyện với slide mà nói chuyện với thính giả. Đừng có ứng dụng một từ shortener, tí nữa phía sau mình gọi là shortener là từ đệm á, hả, mọc à quá nhiều. Ok, ở đây là một slide rất là tệ về nội dung cũng như cách trình bày, xin lỗi, về cách trình bày, nó quá nhiều thông tin, quá nhiều chữ. Ok, và thầy tôi chỉ ra là cái slide này nó quá nhiều cái thông tin, và cũng không nên dồn nén nhiều cái thông tin này trong một slide. Có thể mình nên dùng những cái animation để mình chỉ ra từng cái điểm một. Ok, các bạn biết tại sao không? Bởi vì thực ra cái người ngồi dưới họ không thể nào follow hết tất cả cái nội dung này được, họ vừa nhìn nè, họ vừa nghe nè, họ phải phải đọc nè, họ phải hiểu nè, họ phải phân tích nè, thì chắc chắn là họ không 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 hiểu nổi những gì bạn nói hết nhá. Ok, slide này cũng vậy ha. Thì Tuấn có nói rằng là mỗi slide người ta chỉ có 20 30 giây để lãnh hội thôi, thì rất là nhanh và người ta sẽ coi những cái nội dung chính của nó, mà tuy nhiên thì cái số lượng này nó quá nhiều. Ok, sai lầm của slide này là nhồi nhét quá nhiều thông tin, thứ hai là chọn cái màu tương phản rất là tệ. Ở đây thì một số cái ví dụ giữa cái màu nền, ví dụ như đây thì Tuấn có chỉ ra rằng là nền màu đỏ mà chữ vàng như thế này thì rất là nhức mắt, cái chữ tốt và chữ không tốt có độ tương phản như thế này. Ok, slide này rất dễ vì chọn màu nền như đám mây rất khó đọc. Ok, những cái màu này là những cái màu nó có cái background đó, nó có sự thay đổi liên tục, rất là khó để follow theo. Ok, thì đó là những cái gì mà chúng ta vừa learn từ một cái expert, một chuyên gia về thuyết trình và trình chiếu. Thì cái mục đích của chúng ta ngày hôm nay á, chúng ta sẽ cố gắng, sẽ mong đợi gì các bạn? Có thể là bạn sẽ sử dụng cái cách chuẩn bị slide này khi bạn đi báo cáo trước đám đông, hoặc là báo cáo face to face với một người nào đó, hoặc là báo cáo với cấp trên của bạn, hoặc là trong lab của email thì chúng ta là hay thường báo cáo với thầy, hoặc là trao đổi qua lại lẫn nhau, báo cáo tiến độ gì gì đó ha. Thì các bạn rất mong đợi là nói chứ không có đọc, hoặc là cái đọc cái những cái chữ trên màn hình, và talk about, nói về cái slide, nói về cái nội dung hơn là mình chỉ có đọc thôi. Và khi mà bạn báo cáo tiến độ hoặc gì gì trao đổi thì đôi khi cái vấn đề về yêu cầu nó quá khắt khe, nhưng bạn khi bạn báo cáo ở trước lớp, bạn báo cáo của một môn học, bạn báo cáo của đội tốt nghiệp, thì cái nội dung mà truyền tải đến người khác á, nó thực sự là
được người ta được đánh giá bạn rất là nhiều. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn có một cái nội dung hay nhưng bạn không biết cách trình bày, thì cái nội dung của bạn nó sẽ bớt hay và thậm chí nó trở thành một điều tương ngược lại là nó dở. Vì vậy một số những cái key point mà tôi thấy mà tôi cũng đã từng áp dụng rồi, tôi nhận ra luôn á, là nếu mà mình muốn thuyết trình tốt á thì mình nên chuẩn bị tốt, chuẩn bị slide, chuẩn bị practice, tập luyện, chuẩn bị cách nói ha, có thể quay phim gì gì đó ha, thì chúng ta cần phải chuẩn bị tốt. Nếu chúng ta chuẩn bị tốt á thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và chúng ta bớt hồi hộp hơn. Ok. Phần thứ hai của chúng ta sẽ đi lesson learn từ những cái expert như vậy. Chúng ta có cái gì? Đầu tiên nói về màu sắc. Từ nãy giờ các bạn sẽ thấy một số cái ví dụ là về màu sắc rồi. Thì các bạn nên chọn cái màu pear color làm background, màu pear là cái màu bị mờ mờ đi, bị tái đi, bị nhạt đi. Nó sẽ dễ quan sát hơn. Ok. Bright colors, background, make scene. Có nghĩa là những cái màu sắc sáng á, thì nó thường nó sẽ hơi khó để cho chúng ta quan sát thấy được cái slide hơn, nội dung. Tuy nhiên thì ở chỗ này nó sẽ có một số cái đặc biệt như sau. Sorry, tôi sẽ delete cái chỗ này đi ha. Tôi đưa xuống đây cho các bạn. Đây là một cái nốt của tôi thôi, nó không, thực ra nó không nằm trong slide. Cái nốt này cũng không phải của tôi nữa, mà tôi nốt từ của thầy Tuấn. Tôi để cho các bạn đọc ha. Tại sao trong các buổi báo cáo hoặc là trong buổi pitch hoặc là những cái buổi trình bày launch những cái sản phẩm của Apple, của Samsung, của Tesla, của thậm chí là của B-Phone, thì chúng ta thường thấy các diễn giả xài những cái background màu tối và cái chữ màu hơi sáng, màu sáng, cái chữ màu tối, bên này màu tối, bởi vì thứ nhất là cái sự nhận biết về cái nội dung đó, nó sẽ tương phản tốt hơn. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì những cái buổi này đó họ thường thuyết trình trong những cái phòng rất là tối và rộng, thì chúng ta nên chọn những cái nền màu tối. Ví dụ như chúng ta chọn cái nền màu sáng thì rõ ràng là cái sân khấu nó sẽ rực rỡ hơn và mắt của họ ngồi dưới nó sẽ rất là khó chịu. Chúng ta chọn màu tối, mắt họ sẽ dịu hơn và họ sẽ dễ quan sát hơn. Ok, bạn cứ để ý nhé, bạn cứ để ý. Và mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ áp dụng cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể học ở trên trường, chúng ta những cái phòng mà ok màu tối cũng được mà màu sáng cũng được, chúng ta không để ý. Nhưng một ngày nào đó chúng ta đi làm việc, chúng ta báo cáo trong cái hội trường nào đó rộng, thì chúng ta nên chọn những cái màu như thế này, bắt chước người ta đi. Nếu hội trường nhỏ trung bình thì thầy Tuấn khuyến cáo chúng ta là hãy chọn một chữ xanh đậm, xanh đậm và đen trên nền sáng, màu trắng sáng. Ok. Tuy nhiên á, nó có một số cái đặc điểm của cái slide này. Cái slide này chính là slide của tôi á nhé, khi tôi dạy môn điều khiển tự động. Tại sao nó lại nhiều chữ như vậy và tại sao cái nền nó lại màu 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 trắng thì tôi sẽ đưa ra những cái lý do như sau. Và khi mà làm nó lại có những lý do như sau. Thứ nhất là slide của tôi với mục đích là giảng dạy, vì vậy á cái hàm lượng, cái kiến thức ở trong này á, tôi muốn các bạn không cần phải nhớ, không cần phải ghi quá nhiều, nên tôi sẽ bỏ hơi nhiều chữ một chút. Vì sao? Bởi vì bạn có thể quên nhưng mà về nhà bạn đọc lại thì bạn vẫn thể hiểu được. Và hoàn toàn trong này thì tôi cũng lấy từ tài liệu của người khác thôi, chứ tôi cũng không có ngồi tôi gõ lại gì cả. Nên tôi muốn các bạn là ok, tôi có thể lấy từ wiki, tôi lấy từ book, tôi cut ra, tôi bỏ nguyên văn nó luôn. Hơi nhiều dụng một chút, nhưng mà các bạn nhớ ha, giả sử trên lớp mình bị do mình lơ đãng ha thì mình quên, thì mình có về nhà mình có thể đọc lại ha. Ok, chứ mình không có công mình phải nhớ lại cái thời điểm đó trên lớp ông thầy ông nói cái gì nè. Ok, đó là tại sao nó nhiều chữ. Tôi có thể sẽ ít chữ một cách là tôi chỉ đưa cái công thức này thôi ha, và trên lớp tôi sẽ nói ha. Ok, tuy nhiên cái ý nó sẽ không đầy đủ bằng là tôi đưa các bạn một đoạn văn, giống như chúng ta cùng đọc một tài liệu với nhau vậy ha.
Đó là lý do tại sao tôi bỏ nhiều chữ. Một vài slide tôi sẽ bỏ rất là nhiều chữ. Và tại sao nó nền màu trắng? Tại sao tôi không follow mấy ông này? Tôi làm nền màu màu đen. Tôi có lý do của nó là vì thế này. Lý do đầu tiên á, thì bạn sẽ thấy rằng là những cái lecture của tôi á, mình học á, thì thông thường chúng ta, các bạn nên in ra. Các bạn nên xin giáo viên in ra và các bạn sẽ ghi chép ngay trên đó luôn, sợ các bạn đỡ sẽ phải tốn thời gian hơn. Về nhóm đây là một checklist của tôi khi tôi đi học. Tôi nốt trên đó trực tiếp luôn các bạn. Tôi thích vẽ cái gì cũng được, tôi thích nốt cái gì cũng được. Miễn là về nhà tôi coi lại tôi hiểu được cái phân tích. Cái thứ hai là thế này. Và tôi sẽ có cái ví dụ tại sao cái nền ở dưới này là nền màu tối hơn và nền ở màu sáng hơn đó. Giả sử như chúng ta muốn chèn những cái hình vào cái bài báo cáo, chúng ta có thể Google image, chúng ta chọn bức bức hình. Nhưng các bạn á, chọn hình á, thì các bạn thấy cái hình bên trái á, nó là cái hình mà nó đã được remove cái background đi rồi. Còn cái hình bên phải á, nó không được remove background đi và cái background của nó màu trắng. Vì vậy á, nếu mà chúng ta để cho cái nền màu tối á, thì rõ ràng chúng ta phải kiếm những cái hình mà nó remove background thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn cái để hình màu trắng á, để hình mà không có remove background á, chúng ta sẽ thấy những cái ô này. Và các bạn biết rằng là những cái hình này nè, hình mà không có remove background đi á, thì nó rất là nhiều, nó rất là nhiều ở trên Google, nó rất là nhiều để cho chúng ta lấy. Vậy thì để tiện hơn á, thì tôi chuyển nó màu trắng á, thì tôi sẽ đỡ cái công là tôi phải đi xài tool, rồi tôi sẽ phải đi xài một số cái tính năng trong PowerPoint, tôi remove cái background đi. Bởi vì tôi chỉ copy từ path tôi bỏ ở đây thôi, thì hai này các bạn nhìn thấy nhau là như một. Các bạn hiểu không? Ok, mình sẽ đỡ mất công đoạn mình phải đi remove background từng hình này. Thì Microsoft PowerPoint những bản gần đây nó đã cho phép mình làm cái điều đó rồi các bạn. Cái thứ hai á, là bởi vì chúng ta cần phải in ra cái lecture này để chúng ta học, chúng ta ghi vô. Đa phần các bạn sinh viên của tôi đều là như vậy. Tôi yêu cầu là như vậy. Vì vậy tôi không thể nào tôi đưa những cái đồ thị hoặc là những cái hình vẽ mà có cái nền đen như thế này được. Bởi vì khi in ra thì hoàn toàn là chỗ này là mình đen thui rồi, mình không thấy cái gì cả. Vậy thì nếu mà cái background màu đen này tôi đem tôi in á, thì rõ ràng là nó cũng đen thui à. Thứ hai á, là một số cái đồ thị á, chúng ta in mà cái nền đen quá như thế này á, thì các màu này chúng ta không thấy là một, là thứ hai là rất là tốn tiền, bởi vì nó tốn mực mà để in ra những cái nền màu đen như thế này. Trong khi nếu chúng ta chọn background màu trắng thì rõ ràng là chúng ta sẽ không tốn, chỉ tốn mực dành cho những các đường này thôi. Đó là lý do tại sao mà trong cái lecture của tôi á, hoặc là các bạn nhìn rộng hơn chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy các thầy á, khi giảng dạy các thầy chọn cái background màu trắng. Đó là chúng ta có lý do. Ok, vậy thì bạn đọc background nào, các bạn tùy các bạn thôi, tùy các bạn chọn thôi. Các bạn có cần phải in hay không, các bạn báo cáo không gian như thế nào, tương phản như thế nào, thì các bạn phải tự đánh giá đấy. Có một số bạn á, thì bạn không cần phải in khi bạn thuyết trình, nhưng có một số bạn lại thích là để người ta follow tốt hơn thì bạn nó in ra một vài cái money slide slide chủ chốt để làm sao để đưa cho người ta đọc. Giả sử mình có nét qua thì người ta có thể đọc coi lại cái đó được. Người ta cầm những cái handout trên tay người ta đọc được. Ok, đó là những cái lý do. Và thầy nói rồi ha, các bạn phải tự quyết định cái việc là các bạn chọn cái màu sắc như thế nào, background như thế nào. Và ngày hôm nay thầy chỉ chia sẻ với các bạn thôi lý do tại sao thầy Tuấn làm vậy, lý do tại sao thầy làm vậy thì đều có lý do của thầy hết nha. Chứ thầy không thể follow những cái ông như thế này được. Mặc dù họ làm đúng họ làm sai nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh của chúng ta. Ok, tiếp theo ha. Về về font print size á, thì các bạn chỉ chọn những cái phông chữ đơn giản ha, thì các bạn sẽ dễ đọc hơn. Ok, ở đây nó sẽ có hai cái, một cái kiểu chữ các bạn hay gặp nè, là cái kiểu chữ nó có serif là những cái đuôi như thế này nè, và những cái chữ là sans serif là không có đuôi ha. Cái font Arial của chúng ta là một trong cái phông chữ không có đuôi. Ok, về cơ bản sự thật là người ta sẽ không recommend, là các bạn, người ta sẽ không khuyến khích mình xài thằng nào và bỏ thằng nào hết. Nhưng thông thường
Thì tôi thông thường tôi thấy thì mọi người đều xài cái phông chữ sans serif khi thuyết trình, và bản thân tôi cũng như vậy à, tôi đang xài cái phông chữ sans serif khi thuyết trình. Nó rất khó để đưa ra cái gì đây để ép buộc các bạn là phải bắt buộc phải xài sans serif để thuyết trình ha. Nhưng theo tôi á, thì theo tôi và theo đa phần mọi người ha, thì chúng ta thấy rằng là cái phông chữ sans serif này á, nó sẽ dễ đọc hơn đối với cái người ngồi dưới ha, và làm cho cái câu chữ rõ ràng hơn. Tuy nhiên có một cái cấm á, là các bạn không nên xài nhiều cái phông chữ trên một slide, và đặc biệt là không được xài cái sans serif rồi non serif hoặc là sans serif hoặc là serif trên cùng một một slide, đó là điều các bạn nên tránh. Bởi vì chính cái sự này nó làm cho cái sự rườm rà cẩu thả, và nó rất là gây mất tập trung của cái người người nghe à. Và nên chọn những cái lowercase chữ in thường á thì nó sẽ dễ đọc hơn à. Chứ đừng có in hoa hết. Ok. Vậy khi nào thì chúng ta xài serif chữ có đuôi này, thì tụi em để ý ha, trong những cái văn bản, trong những cái báo cáo, trong những cái cuốn sách, thông thường người ta xài những cái chữ serif nó trịnh trọng hơn, nó formal hơn à. Thì bạn thấy không à, cái thông tin của chính phủ là tôi lấy ví dụ luôn ha, từ văn phòng chính phủ thì họ đưa ra những cái báo cáo, những cái thông báo ha. Bạn thấy không, lúc nào họ cũng xài cái phông chữ có serif hết, hoặc là trong cuốn sách tụi em đọc. Ok. Và đặc biệt là cái tới cái chuyện của chúng ta là chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây quy định là một phông chữ Times New Roman hoặc Arial ha, thì theo tôi nghĩ đây là chắc một cái sai đấy, thì nên viết bằng Times New Roman, bởi vì Times New Roman là phông chữ có serif à, có đuôi á. Ok, đây là cái yêu cầu của bạn khi bạn làm bản thử nghiệm. Đó là về phông, và về phiên size là về chữ của chúng ta, thì thầy Tuấn có nói đấy là đến 15. Ok, nó cũng tùy thuộc các bạn ha, nó cũng tùy thuộc vào bạn. Nhưng mà ở đây thì trong cuốn sách của thầy Peter Young á, thì ông yêu cầu là at least thấp nhất là 18. Thấp nhất là 18, nhưng mà tùy các bạn, có thể các bạn thuyết trình trong một cái phạm vi hẹp ngắn thì 10 15 các bạn cũng thấy rồi. Nhưng mà nếu mà trong cái hội trường lớn hơn, dài hơn, phòng nó dài hơn thì 18 không thấy, thì bạn phải tăng nó lên à. Vì vậy á, các bạn phải chú ý là nó phụ thuộc vào cái không gian của các bạn. Các bạn phải làm sao đó để dành cho những người audience ở cuối cùng á, họ có thể thấy được cái chữ trên slide của mình. Và khi họ không thấy á thì họ sẽ không nghe, bởi vì họ cảm thấy họ không, anh làm ra một slide mà anh không có quan tâm mà tôi ngồi dưới có thấy hay không, thì đó là một điều không tôn trọng nhau lắm à. Ok, bởi vì anh làm ra chỉ muốn nói thôi, còn bọn tôi đâu có thấy đâu, thì thôi bọn tôi cũng không 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 cần phải nghe anh nói nữa à. Để làm ra được phông chữ 18 cho nó bự lên á, thì bạn phải chú ý rằng là thế này, bạn đừng có tham lam quá, bạn phải limit cái số từ ngữ trong cái slide của mình ít thôi à, thì bạn mới cho nó to lên được à. Bạn phải discipline yourself, là kỷ luật cái bản thân bạn, rằng là đưa ít cái thông tin à, và cố gắng làm sao đó để sau này mình sẽ diễn đạt nó nhiều nhất có thể à, nhiều nhất có thể. Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng là mình đưa ít thông tin quá thì mình lại phải phải nhớ ở trong đầu à, vì vậy hãy cố gắng đưa những cái key point ra, đưa những cái key point ra, và từ đó mình sẽ nhìn thấy cái key point ở trên slide của mình, từ đó mình diễn đạt theo cái ý mà mình sẽ trình bày à. Cái người ngồi dưới họ sẽ rất là bị làm phiền nếu như mà có quá nhiều cái thông tin trên một cái slide, và đặc biệt là họ không follow được cái lập luận của cái ông đang trình bày, cái logic, không có một cái logic gì cả à. Và nữa là trouble to understand English, nghĩa là khó nếu như mà trình bày tiếng Anh à. Về accent, về ngôn ngữ, về pronunciation à, các bạn còn color nữa, bằng là phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vô cái phần adding emphasis, là nhấn mạnh, chúng ta có thể nhấn mạnh như thế nào. Và các bạn để ý rằng là từ này trên các slide của tôi á, thì có những chữ tôi sẽ highlight nó lên để làm gì, để là tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là những cái ý chính của tôi. Bởi vì vậy khi vừa đọc một cái slide này là mình có thể scan nó rất là nhanh, mình đọc bằng những cái chữ mà highlight
nếu chúng ta không có đủ thời gian, chúng ta bây giờ đó sẽ tập trung vào những cái chữ highlight, ok, những cái câu có highlight, ok, còn những cái câu không có highlight chúng ta có thể bỏ được, ok. Để bạn nhìn trên này ha, những cái câu không có highlight gần như chúng ta có thể bỏ được, ok. Bỏ được trong trường hợp chúng ta follow không kịp nha, được mà mình chúng ta thể nhấn mạnh một cái này nè, màu sắc chúng ta highlight nó lên, cho cái phông chữ bự lên, y nghiêng, hoặc là có một cái đặc biệt là xưa mình đi học mình hay gạch chân đó, dưới chân đó, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là cách highlight rất là hay, nhưng mà thực ra là người ta phát hiện ra là underlining gạch chân đó, thì nó không có hiệu quả quá cao, hoặc là những cái dấu chấm than gì đó ha, và những cái đầu chữ gì đó ha, thì nó không 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 có cái ý nghĩa quá nhiều. Ok, bạn có thể sử dụng bằng những cái chữ viết tắt ha. Ok, và hãy nhớ rằng là mình phải ràng buộc chắc chắn giữa các slide ha. Không phải chỗ này tôi in đậm rồi chỗ kia tôi lại in màu highlight màu khác, chỗ kia này tôi lại in nghiêng ha, chỗ này tôi lại gạch chân, ok, như vậy thì rất là rối. Ok. Và tập trung chúng ta sẽ nhấn mạnh là chúng ta sẽ nói những cái keyword thôi. Ok, thì bên ngoài ra có những cái cách nhấn mạnh khác, ví dụ giọng nói hoặc là dừng lại để nói hoặc là nhấn mạnh gì gì đó ha. Numbering item thì đây là một cái mà có thể các bạn sẽ gây nên tranh cãi ha. Vì vậy tôi nói là chọn lựa không chọn lựa là tùy các bạn. Nhưng theo tôi và theo tác giả của cuốn sách đầu tiên tôi có đưa ra, Writing a Presentation in English ấy, thì tác giả cho và tôi cho rằng là thực ra tôi không thấy cũng cũng hợp lý ha. Không nên đánh số, ví dụ như phần 1, phần 1.1 gì đó, các bạn mình hay thói quen như vậy. Thực ra không nên đánh số như vậy ha. Nên đánh số bằng những cái bullet. Bullet là những cái điểm, cái này là các bạn. Cái gì nhỉ? Cái dấu này nè ha, hơn là những cái con số ha. Ok, hoặc là dash là dấu gạch ngang ha. Ok, để xác định, một số em hay hỏi tôi là theo thầy á thì một cái bài thuyết trình bao nhiêu slide là hợp lý. Thực ra không có con số này tụi em, không 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 có con số này. Nó phụ thuộc vào cái cách em nói, nó thuộc phụ vào cái nội dung em trình bày, và nó phụ thuộc vào cái thời gian em được phép trình bày. Giả sử mình có 10 phút mình trình bày khác, mình có 15 phút mình trình bày kỹ hơn, mình có 30 phút mình trình bày kỹ hơn nữa, ok, nhưng mà chỉ có 5 phút thì sao, mình phải được bỏ hết những thứ không cần thiết. Vì vậy á, để làm một slide tốt á, thì bạn hãy nên tổng hợp tất cả những thứ slide bạn đã có kết ha. Nó có thể dư một chút, cứ làm đi ha. Nó dư nó thừa chút kệ nó, sau đó sắp xếp nó lại. Good sequence có nghĩa là theo một cái logic, theo một cái trật tự nào đó. Bài này nó phần 1 là gì, phần 2 là gì, phần 3 là gì, và bắt buộc nha, nó phải có logic. Người ta rất mong đợi cái điều này từ các bạn. Phần trước anh làm gì đó mà sau này anh bỏ lơ nó, anh không nhắc tới ở trước để tôi làm gì cái gì hết là không không ổn. Thứ ba là sau khi chúng ta arrange nó là logic rồi, và chúng ta practice, chúng ta tập luyện để trình bày á, để giải thích nó, thì bắt đầu bạn sẽ thấy rằng là nó dư chỗ nào, nó nhiều chỗ nào, nó có thể đơn giản chỗ nào, nó có thể gộp chung chỗ nào lại được, thì nó sẽ nằm ở phần thứ thứ ba, thứ tư và thứ năm. Thứ tư bạn sẽ biết rằng ok, bạn sẽ có bao nhiêu thời gian để bạn nói. Trung bình một slide như thế này bạn nói trong vòng đó 1 phút đi. Ok, thì bạn sẽ biết là bạn có bao nhiêu thời gian để nói, ok, và từ đó thì bạn sẽ có thể thêm vào, bớt đi, hoặc là gộp chung nó lại. Và một những slide nào bạn cảm thấy là ô mình có thể delete thì mình cứ delete đi thôi, mình có thể delete được mà không ảnh hưởng gì đến quá nhiều đến nội dung, thì chúng ta đang thiếu thời gian mà, nên cứ mạnh dạn chúng ta delete thôi. Chúng ta không thể ôm đồm quá hoặc chúng ta tham lam quá được, bởi vì chúng ta làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái toàn cục của cả một cái bài báo cáo. Anh có báo cáo hay nhưng anh chỉ mới trình bày được một nửa thôi, cũng là một bài báo cáo dở. Anh có báo cáo hay nhưng anh chỉ được 4 phần 5 thôi, còn cái cuối cùng là cái tuyệt vời nhất anh là không trình bày thì cũng là bài báo cáo
Dạ. Vậy vậy hãy cố gắng nhìn một cách toàn cục. Truly entitled, chọn lựa như thì ok, chọn lựa cái tiêu đề thông thường nha. Nó có một cái quy định, tôi biết có ngầm hay là public, nhưng mà tôi được thầy của tôi, cũ của tôi dạy á, thì xin phép bị chia sẻ với các bạn là thông thường chúng ta nên chọn cái title này là chỉ có một dòng thôi. Title chúng ta chọn một dòng, và nếu nó có quá nhiều thì hãy chọn những keyword chính. Nếu nó có quá nhiều cái keyword chính thì hãy cố gắng viết tắt nó, và hãy sau đó lại chọn nó một dòng thôi. Ok. Vì khi bạn chọn một dòng đó, các bạn chuyển qua cái tab này nè, phần power, các bạn sẽ thấy rằng là cái slide của bạn đó, tất cả nó đều follow theo một cái format hết. Các bạn phải có một cái format consistent, rồi cái từ consistent rồi nãy là vậy đó. Mình phải ràng buộc nó lại. Trước mình làm vậy thì sau mình cũng làm vậy. Ok, còn nếu bạn có thể hai hàng ba hàng, bạn sẽ thấy một cái slide rất là hỗn độn. Ok, mình đi vô complete slide. Complete slide thì credit slide là có nghĩa là ai thực hiện thì mình có thể bỏ đầu hoặc bỏ đưa phía cuối cũng được ha. Ok. Chúng ta phải sẵn sàng về cái việc là phông chữ, màu sắc, nhấn mạnh, background của mình sẽ chọn màu gì bây giờ. Không có thể là slide này chọn background này, slide kia chọn background kia, các bạn phải ràng buộc những thứ đó. Ok, thì đó là những gì mà thầy muốn trình bày với các bạn ha. Màu sắc, nhấn mạnh, phông chữ, tất cả mọi thứ mà chúng ta đã học được từ các expert. Sách thì sẽ gửi cho bạn, Facebook thì các bạn tự vô các bạn kiếm của thầy Tuấn. Cuốn này thì bây giờ thì thực ra nếu mà cái vấn đề về không biết thầy mới có file scan hay không nha, nhưng mà thầy đang có cái cuốn bản, bản 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 trên trên tay, giá thì giá của nó 330 ngàn. Nó cũng về kiến trúc các bạn. Để tôi cũng hướng lên tôi đọc thôi, làm bảng hiệu như thế nào, vẽ đồ thị như thế nào, gì gì thôi, thấy hay, hay tôi mua đọc thôi. Nhưng vô tình trong đó có phần về PowerPoint. Thì chia sẻ với mình đó là tôi cũng, nếu các bạn không mua sách thì tôi cũng chụp hình cho các bạn một số cái trang tôi bỏ ở đây về cái phần bản trình chiếu này, để các bạn đọc thêm, gọi là coi cọp á. Đây tôi không biết là có điều đúng đắn hay không nữa, bởi vì chúng ta đang đi lấy cái giá trị của người khác ha. Trên đây chúng ta phải mua sách chúng ta đọc. Ok. Theo tôi nghĩ tôi làm cũng làm không sai. Ok, tôi chỉ lấy một phần thôi. Và tôi trích dẫn nguyên si các bạn, tôi không có cắt bớt, tôi không có thể nói là ở đây là do tôi làm hay gì gì cả, tôi viết ra hả. Từ nãy giờ tất cả các slide này tụi em là không không phải do tôi làm tụi em. Về cơ bản nội dung không phải do tôi nghĩ ra. Nội dung tôi đọc từ của thầy Tuấn, tôi nội dung tôi đọc từ trong sách, chứ không phải tất cả những thứ này là do tôi nghĩ ra. Tôi chỉ là người tổng hợp lại và truyền tải tới các bạn thôi, và phân tích nó ví dụ chỗ này, ví dụ chỗ kia thôi, chứ tất cả nội dung này không phải là của tôi. Ở đây, trong cuốn sách này thì tôi bỏ cho các bạn một số cái trang của phần thuyết trình, bản trình chiếu, thì các bạn sẽ đọc thêm, các bạn sẽ thấy họ là thầy thấy đó, và hay thì thầy mới chụp lại cho các bạn là ok, chỗ này á đi nhiều như vậy, bắt đầu đơn giản dần dần dần, bắt đầu nó highlight như thế nào, rồi màu sắc, rồi hình ảnh, như thế nào tôi chèn hình ảnh ha. Và đây có một hình ảnh là nếu bạn làm một dự án gì đó thì bạn đưa cái hình ảnh trực tiếp từ cái dự án của bạn vô thì nó sẽ hay hơn rất nhiều so với mình đi lấy những cái hình ảnh ở trên mạng mình bỏ vô, nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Ok, ví dụ như đây là một hình ảnh của clip art nè tụi em, nó có vẻ là hơi mông lung quá, mình không biết là nó là cái gì, một cái chai đổ ra hoặc là nước từ ống cống đổ ra cái gì mà nó không có rành, đang mông lung quá, thì người ta hạn chế sử dụng clip art là vậy. Đó là những gì mà tôi muốn gửi tới các bạn
về phần chuẩn bị slide. Nó còn một số phần liên quan đến cách thức thuyết trình, rồi sử dụng giọng nói, rồi gì gì như thế nào á. Thì những phần đó thì thầy nghĩ là các bạn phải cố gắng học thêm. Có thể Google học thêm, có thể đọc thêm sách. Trong cuốn sách thì gửi của bạn thì nó cũng đã có luôn. Ok, rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thực hành tốt. Cái nữa là hãy nhớ nha, đây không phải là một cái khuôn khổ. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là bạn không muốn làm như vậy cũng được. Bởi vì thế này, nếu em nhìn thấy á, một trong những cái slide của thầy như thế này nè, thì các bạn sẽ thấy là ôi sao mà nó nhàm chán quá. Không, khi chúng ta trình bày với nhau những vấn đề về kỹ thuật á, thì cái vấn đề lớn nhất của chúng ta á, em, là nội dung. Nó đưa phải đưa tải truyền tải đến chính xác, nó phải chính xác, nó phải đúng, nó phải tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên á, nếu mà các bạn lấy cái cách trình bày slide như thế này của giống như của tôi đang này nè, mà các bạn đi dạy anh văn á, các bạn trình bày về cho các bạn nhỏ ở phía dưới á, hoặc là các bạn làm những cái môn dự án về kinh tế gì gì đó, thì đây là không phải là một cái ví dụ tốt để trình bày slide. Các bạn thấy không? Các bạn thấy những người người ta lo sản phẩm không có ai làm slide giống như thầy thầy đang làm hết. Ok, về teaching, về gì gì đó, về technical thì chúng ta có thể chia sẻ được như vậy được. Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng nó rập khuôn trong launching sản phẩm mới, chúng ta thuyết trình anh văn, chúng ta giảng dạy các em nhỏ ở dưới, thì tụi nó rất là nhàm chán. Tụi nó lại thích mấy cái clip hoạt hình hoặc hình này nọ hơn, ý tưởng vui tươi hơn. Vì vậy á, thầy nói rồi, đây không phải là một cái rập khuôn, mà nó chỉ đúng một phần nào đó ở trong cái phần technical thôi. Bạn có thể xài phông chữ gì tùy bạn. Bạn có thể xài màu sắc gì tùy bạn. Bạn có thể viết nhiều, bạn có thể viết ít, tùy cái mục đích của bạn. Nhưng khi bạn bạn nhớ nha, các bạn làm gì bạn hãy cố gắng đưa ra những cái lý do của mình là tại sao mình làm như vậy. Mình thấy cái điều đó có đúng không, mình thấy cái điều đó không đúng. Giả sử như ngày hôm nay á, thầy nói những điều không phù hợp thì các bạn có thể remove nó ra, các bạn không nhất thiết phải follow. Mà các bạn thấy ở một thầy nào đó người ta làm phù hợp hơn, các bạn cứ follow. Ok, đó là cái những gì mà tôi muốn trình bày trên cái slide, một cái buổi báo cáo ngày hôm nay. Hy vọng là các em đạt được một chút gì đó và làm cho cái bài báo cáo cuối kỳ, rồi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hoặc là báo cáo ở trong lab AML tốt. Rồi, xin chào và tạm biệt các em.